Hi, chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác về một chiếc âm ly Jaguar của Hàn Quốc. Âm ly 2003, 35 mã. Hàng xịn nha các bác nhé. Nhìn còn rất ok ạ, rất mới. Đây, 2003, 35 mã, còn rất ok. Bây giờ em xin quay ở bên trên. Ở bên trong thì các bác xem, bên trong thì có mở ra đây, qua sẽ qua về ruột gan cho các bác xem nhé, rất chi là mới. Em này hát karaoke vang nhạc cũng rất ok đấy, nghe nhạc ok luôn. Đây sò của em đấy, đây em quay gần cho các bác xem. Đấy, ở ngoài nhìn thấy những hơi quay này nó không nhìn rõ. Đây cũng nguồn đây, các bác sành thì chắc là nhìn qua rất là bị xịn này, hay là hàng nhái ngay. Đây tủ thì nó con này nó lại tủ bé đồ đạc của em đấy, rất chi là ok. Quay đằng sau cho các bác xem nhé. À, quay đây trước xong quay sau. Còn chân mới các bạn. Em lên chơi khai ra ok và nghe nhạc rất hay. Giá tiền phải chăng đắt như là 203N. Ngoài đây, đằng sau nó hơi ố một tí thôi nhưng mà không sao, quan trọng là nội thất thôi. Đây thông số kỹ thuật đây. Suất 200W, 400W, 400W, 200W một kênh. Đấy. Còn rất ok đấy. Xem này về năm sản xuất năm bao nhiêu. Chuột cắn. Em này là sản xuất năm 2001. Đây, sản xuất năm 2001. Nguồn zin nhé. Đây, nguồn zin. Đây, cho nó xem lại một lần. Zin nhé, chưa sơn lại đâu, zin 100%. Để bác nào có nhu cầu giữa em ấy về chơi Tết thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0982988007. Xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở video sau. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh của em để nhận video mới nhất. Em có gì em nhập được hay hay là em đăng lên đây cho các bác xem nhé. Bác nào nhu cầu thì cứ alo em. Xin chào các bác nhé, bye bye, chào các bác.